Di Đà dạy rằng không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước này. Điều kiện đầu tiên chính là thiện căn. Trong giáo lý đại thừa nói, thiện căn của Bồ Tát chỉ có một là tinh tấn. Tinh tấn là thiện căn của Bồ Tát. Bồ Tát có chứa ngại nghiêm trọng nhất là hoài nghi Nghi là chứa ngại nghiêm trọng nhất của Bồ Tát Tinh tấn là thiện căn duy nhất của Bồ Tát Nghi làm chứa ngại tinh tấn Pháp thế gian Không tham, không sân, không si Đầy đủ viên mạng Tất cả thiện pháp Không thể không đoạn tận tham sân si Thế nên tham sân si Chúng ta phải nỗ lực phản tỉnh Nếu năm này nhẹ hơn năm trước Hiện tượng này tốt Chứng minh công phu tu học của chúng ta đắc lực nếu năm này như năm trước thậm chí năm này còn nghiêm trọng hơn năm trước điều này rất phiền phức phải tự mình cảnh giác cao độ vấn đề này vì sao vì đạo nghiệp của quý vị không có tiến triển chỉ dừng lại một chỗ nếu năm này còn nghiêm trọng hơn năm trước coi như xong quý vị đã thói chuyển thói chuyển là gì chính là trở lại ba đường ác à. nên biết tâm tham đọa vào ngạ quỷ sơn nhuế đọa địa ngục ngô si đọa súc sanh quý vị nghĩ đến đây sẽ sợ hãi tham sân si không sao nhưng nghĩ đến ba loại quả báo của tham sân si liền sợ hãi như vậy có thể làm ư ừ. đời sau đồng ý vào tam đồ sao không muốn đọa vào tam đồ thì phải nhổ tận nguồn gốc của tam đồ tham sân si là gốc của tam đồ là nhân của tam đồ Di Đà yếu Dạy nói Bồ đề chánh đạo Là thiện căn Tức thân nhân Bên dưới Hoàng niệm tổ chú giải Bồ đề chánh đạo Là phát tâm bồ đề Nhất hướng chuyên niệm Đây tức là Thân nhân để thành tựu bồ đề Nhân là chủng tử Là chủng tử thành tựu quả bồ đề Gọi là thiện căn Ngọc Ích Đại Sư nói trong yếu Giải Chuyên đối với những người tu tịnh độ Chuyên dành cho những người Cầu giảng sanh thị giới cực lạc Thân cận Phật A-di-đà ngài nói với hạng người này thế nên khuyên chúng ta phát tâm phát tâm bồ đề bồ đề tâm chính là tâm thanh tịnh bình đẳng giác chúng ta thêm chân thành vào ở trước thêm từ bi vào ở sau chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi Mọi lúc mọi nơi khởi tâm động niệm Tương ưng với nó Không trái với nó Đây chính là tâm Bồ Đề Đương nhiên quan trọng nhất là Điều đầu tiên chân thành Nếu chúng ta xử sự đổi nhân tiếp vật Mà hư ngụy là sai Thế nên tâm Bồ Đề không phải nói Khi tôi niệm Phật dùng tâm chân thành Còn tôi đối với người Người ta dùng thái độ như thế nào đối với tôi Tôi sẽ dùng thái độ đó đối với họ Như vậy là sai Người khác gạt tôi Lừa dối tôi Hại tôi Tự tư tự lợi Tổ người lợi mình Đều là tâm này Chúng ta học được chăng Không nên học nên biết đó là tâm luân hồi Dùng tâm này là trôi lăn trong luân hồi lục đạo Họ lặn ngục trong luân hồi lục đạo Tôi muốn đến thế giới cực lạ Nhưng mình vẫn dùng tâm giống họ Đây gọi là có nguyện mà không thành Quý vị muốn đến thế giới cực lạ Nhưng không tạo nhân của thế giới cực lạ Không đi được không phải Phật Pháp không linh Mà chính chúng ta đã sai Vì thế Người khác lừa gạt mình Nhưng mình không nên lừa gạt họ Nên dùng tâm chân thành đối đãi với họ Người khác khảm hại chúng ta Ta nên dùng tâm từ bi đối đãi họ Vì sao vậy? Vì họ là người trong luân hồi lục đạo Ta là người của thế giới cực lạc. Người ở thế giới cực lạc sao có thể giống như người thế gian này? Chúng ta hiểu rõ ràng bên bạch những vấn đề này sẽ hồi tâm chuyển ý. Thế gian này dùng tâm thái gì đối với tôi cũng không sao. Vì sao? Vì chúng ta ở thế gian này Đời này là thân sau cùng Lần sau không đến nữa Thân sau cùng Đời sau đến thế giới cực lạc Không ở ta bà Cáo biệt ta bà Như vậy là đúng Chúng ta vẫn lưu luyến thế gian này Còn kết duyên với người thế gian Quá phiền phức Chúng ta chỉ kết pháp duyên với người thế gian Tương lai sau khi tôi thành Phật Tôi trở lại độ quý vị Kết pháp duyên là đúng Duyên này không có quả báo thiện ác Quá dạy tất cả Hiện tại chúng ta phải được thanh tịnh tự tại Nên nhất định phải hiểu Tâm là Phật A-di-đà Tâm là chân thành thanh tịnh bình đẳng gia Đối đãi người khác Đều dùng một vị từ bi Bình đẳng từ bi Thanh tịnh từ bi Như vậy là đúng Nhất hưởng chuyên niệm Điều này vô cùng quan trọng Đây thuộc về hành môn Phát tâm Bồ Đề là nguyện Có nguyện có hành Dùng hành để thực tiễn lời nguyện Thực tiễn nguyện vọng của chúng ta Đây là nhược hưởng chuyên niệm Nên nhất định phải học Trong một ngày Ngủ không tin Một ngày từ khi thức dậy cho đến lúc đi ngủ Niệm Phật nhiều hơn tạp niệm Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì Nếu trường hợp của chúng ta Có thể niệm Phật được 8 phần 10 Tạp niệm chỉ hai phần Như vậy nhất định được dạng sanh không những chắc chắn được giảng sanh mà muốn khi nào đi thì lúc đó có thể đi muốn sống thêm vài năm cũng không sao công phu niệm phật của quý vị đã thành tựu nếu tạp niệm và niệm phật bằng nhau năm mươi phần trăm so với năm mươi phần trăm nửa này nửa kia chưa chắc được giảng sanh còn phải dựa vào nhân duyên khi lâm chung nếu công phu của chúng ta là sáu so với bốn mỗi ngày tôi niệm phật là sáu mươi phần trăm tạp niệm là 40% phần trăm có thể giảng sanh, cao hơn nữa niệm phật 80%, phần trăm, dòng niệm 20% phần trăm sẽ tự tại giảng sanh. Nên làm điều này vì nó là thật. Những việc thế gian khác đều là giả có thể xả thì nên xả đáng xả thì phải xả không còn làm những việc hồ đồ nữa nhất tâm nhất ý chỉ cầu giảng sanh ngoài giảng sanh ra không có ý niệm nào nữa cả Đây chính là thân nhân thành tựu Bồ Đề Thân nhân chính là chủng tử Chủng tử thành tựu quả Bồ Đề Gọi là thiện căn Lại trong kinh Đại Bi nói Nhất tâm xưng niệm danh hiệu Phật Là lấy thiện căn đi vào thế giới Niết Bàn Không thể cùng tận Đây là nói đến người niệm Phật Thiện căn của tịnh Độ Tông là gì? Chính là niệm Phật Các bậc cổ đức có một ví dụ Công phu niệm Phật phải đến trình độ nào? Trong ví dụ nói Sanh xứ chuyển thành thuộc Thuộc xứ chuyển thành sanh Như vậy là thành tượng Hiện nay thục của chúng ta là gì? Là tạp niệm Từ sáng đến tối tạp niệm khởi lên không hề hay biết Vì đã thuần thuộc Phật hiệu Phật hiệu mới mẻ Thường hay quên mất Không nhớ được Phật hiệu mới mẻ Giọng niệm thuần thuộc Bây giờ thay đổi nó một chút Làm sao để niệm Phật được thuần thuộc Và tập khí của mình Thành mới mẻ Thay đổi được như vậy, công phu liền thành tựu. Cách nói này rất hay. Thuần thuộc chuyển thành mới mẻ, mới mẻ chuyển thành thuần thuộc. Đem nó thay đổi thành như vậy. Thay đổi này đầu tiên phải buông bỏ dục vọng, không có tham muốn đối với thế gian này mới có thể chuyển được nếu có tham vọng đối với thế gian này có tham luyện dục vọng như vậy thì vô cùng khó khăn còn phải trả thù oán hận ghi hận trong lòng điều này rất khó chuyển phải dứt bỏ hết tất cả những ơn oán thế gian này buông bỏ tất cả dùng một tâm cảm ơn đối với những thân oán này, dùng tâm cảm ơn thanh tịnh bình đẳng để đối đại. ở thế giới ta bà chúng ta đã dưỡng dịu không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. bây giờ tôi giác ngộ không làm nữa. cảm ơn mọi người tôi đi đây. phải có thái độ này. Phải có tâm tình này Thật sự buông bỏ Niệm Phật bằng tâm tình đó Có thể chuyển Phật hiệu Từ mới mẻ thành thuần thuộc Vì vậy phải luôn nghĩ cách Nghe kinh giáo rất hay Vì sao? Giúp chúng ta giác ngộ Nghe kinh chính là tu hành Nghe kinh cũng chính là niệm Phật Bồ Tát Đại thị Chi dạy rằng Nhớ Phật niệm Phật Hiện tại tương lai nhất định thấy Phật Nhớ Phật niệm Phật là nhân Nhất định thấy Phật là quả nhớ Phật đọc kinh là nhớ Phật chúng ta thường nghĩ đến sự trang nghiêm của thế giới cực lạc thường nghĩ đến ân đức của Phật A Di Đà đây là nhớ Phật niệm Phật chính là xưng câu Phật hiệu này A Di Đà Phật A Di Đà Phật cứ niệm như vậy đừng để gián đoạn vì sao? Gián đoạn tạp niệm sẽ khởi lên. Dùng phương pháp này để buông xả tạp niệm. Vì tạp niệm quá thuần thuộc, không niệm Phật, nó sẽ lập tức khởi lên. Nên dùng phương pháp niệm Phật, niệm sạch tạp niệm, không niệm nó lại đến Như vậy cần phải niệm thường xuyên Niệm đến thuần thuộc Thuần thuộc là sao Không có tạp niệm gọi là thuần thuộc Không có tạp niệm Chỉ có niệm Phật Giống như Trong kinh Đại Bi nói Nhất tâm xưng niệm danh hiệu Phật Nhất tâm sân niệm chính là nhất hướng chuyên niệm. Lấy thiện căn đi vào thế giới Niết Bàn. Sanh đến thế giới cực lạc, chính là nhập thế giới Niết Bàn. Sanh đến thế giới cực lạc, rất thù thẳng, nói không cùng tầng đến đó được oai thần bổ nguyện của phật a di đà gia trì đãi ngộ sinh hoạt ở thế giới cực lạc chúng ta nói là đời sống vật chất đời sống tinh thần đãi ngộ trong đời sống bình đẳng giúp pháp thân bồ tát Hơn cả tầng trời thứ sáu dục giới Quá lạc thiên Tha quá tự tại thiên không thể sánh được Tứ thiền thiên cũng không thể sánh được